Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách đánh sóc đĩa nha anh em nhé. Đấy. Với cái số vốn là 30M này, anh em sẽ cùng theo dõi xem mình có thể chiến lên bao nhiêu nha anh em nhé. Đấy. Và anh em nào muốn chơi cái con game 68GB này thì có thể tải qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Đấy. Nếu mà anh em nào vào đó rồi mà không tải được thì anh em có thể tải cho mình cái app 4 số 1 về nhá anh em nhá. Đấy, phần mềm Fake IP 4 số 1 rồi anh em bật lên là sẽ sử dụng bình thường nhá anh em nhá, tải và chơi bình thường luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ đánh luôn này, không dài dòng nữa, mình sẽ chuyển luôn này. Cầu này nó 4 con chặn đúng không, thì mình vả một con lẻ đi anh em, vả một con lẻ nhá. 2M này đó, ok, thay đầu thì đánh dạo 2M thôi anh em, không cần đánh to, cần đánh dạo 2M thôi cũng được rồi. Đấy, đánh to làm gì đúng không? Và kết quả là sẽ là gì trong cái tay đầu tiên đây anh em ơi? Đấy, rất là ngóng đúng không? Vẫn là một con chặn anh em ạ, căng quá nhờ. Cầu bệt này căng quá nhờ. Rồi anh em ơi, đấy, tiếp tục bẻ lẻ nhá. Mình tiếp tục mình bẻ lẻ anh em ơi. Đấy. Cầu nếu mà nó đi bệt này thì cứ bẻ bao giờ cho ra thôi đúng không? 3M này, lót dưới này, lót dưới 1M luôn này. Cho tròn 5M luôn anh em. Đây và kết quả, ok, cuối cùng thì nó đã ra một con lẻ rồi đúng không anh em? Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ đánh theo công thức nha. Đấy, công thức của mình, lối chơi của mình nó sẽ đi như thế này. Đấy, anh em sẽ lấy cho mình cái phiên gần nhất đây này. Đấy, phiên gần nhất, ví dụ nó là một con trắng thì anh em sẽ tính là 2 điểm. Và nó là con đỏ thì anh em sẽ tính là 1 điểm nhá. Và còn một bước nữa là đi tìm những cái điểm hàng dọc. Điểm hàng dọc thì anh em cũng đã biết rồi đúng không? Đấy, một cái hàng dọc nó có một hai con trắng và hai con đỏ thì sẽ tính là 1 điểm. Thì như ở đây nó cái phiên mới nhất là một con trắng này thì tính là 2 đúng không? Và điểm hàng dọc chúng ta sẽ có này. 1 này, đấy, 2 và 3. Như vậy là 2 cộng 3 bằng 5, 5 là lẻ thì lại tiếp tục đánh lẻ cho mình nha. Ok. Có gì đâu nhở, lại đánh lẻ thôi. Ui ôi, thứ tử kìa anh em, vãi cực. Mà mình đánh lẻ ra thứ tử anh em, khoai quá nhờ. Khoai quá nhờ, không sao anh em ạ. Đấy. Tiếc, cũng hơi tiếc chưa anh em, bởi vì nó ra thứ tử tiếc mà. Và bây giờ một con đỏ tính là 1 điểm nhá, và điểm hàng dọc này, 1 này, đấy. Như vậy là có 1 điểm hàng dọc thôi anh em ạ, đếm đi đếm lại chỉ có 1 điểm thôi, nhìn sơ qua là biết có 1 điểm thôi ạ. Như vậy là 1 cộng với 1 thì sẽ bằng 2, 2 là chẵn thì lại đánh ấy ư. Ok, đánh chặn đi anh em. 2M nhá, đấy. Đánh chặn nó ra lẻ và đánh lẻ ra chặn anh em ạ, cực kỳ là khoai đúng không? Rất là ghét mấy cầu này anh em ơi. Đấy, phải chấp nhận rồi chứ biết sao đúng không? Và bây giờ này. Bây giờ thì nó sẽ là một con trắng thì sẽ tính là 2 điểm đúng không? Một điểm hàng dọc này. 1 này, ok, 2, như vậy là có 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 là chẵn thì đánh tài nhá. Đánh chẵn luôn, ok. Thử vận may với 2 lít tứ tử làm sao anh em. Đấy. Đừng có bảo mình đánh chẵn là nó lại bệt lẻ nhá. Đấy, không hề thích luôn anh em ạ.
Biết ngay mà anh em, địt mẹ khoai thật sự luôn á. Cậu này khoai thật sự luôn á. Bây giờ thì đánh luôn một con chẵn này. Đấy, khả năng cao rất là cao sẽ ra chẵn. Tay này vào 7M nhờ. Nên nghĩ là vào 7M đi. 8M. Và vào bên dưới 3 lít. Ok. Trên này vào thêm 4 lít nữa. Vào thêm M đi anh em. Tay này có khả năng cao là bú rồi. Đấy. Ra thêm tay thứ tử nữa thì ối rồi luôn đúng không anh em. Đấy, bú no luôn mà. Ồ, địt mẹ, không có thứ tử anh em ạ. Có chẵn thì có nhưng mà nó không có thứ tử là nó hơi bị khoai anh em. Đấy, mình chỉ thích thứ tử thôi đúng không? Ai đánh mà chả thích thứ tử. Đấy. Và bây giờ tiếp theo nó sẽ là một con đỏ thì sẽ tính là một điểm đúng không? Và điểm màn dọc này. 1 này, 2, 3, như vậy là có 3. 1 cộng 3 bằng 4, 4 là chẵn thì lại tiếp tục đánh chẵn cho mình. Đấy, ok. Đánh chẵn thôi. Có gì đâu đúng không? Rất là đơn giản. Nói chung là cầu này nó đi nó hơi khoai anh em. Đấy. Đấy là lẻ đủ má, nó cứ khoai khoai kiểu gì anh em ạ. Cầu này cầu nghịch à. Mình thấy nó cứ khoai khoai kiểu gì anh em ạ. Đấy. Thôi không sao không sao không sao. Cứ phải bình tĩnh thôi anh em. Và bây giờ thì nó là một con trắng. Và điểm màn dọc này. Đấy, 1 này. Mình thấy 1 thôi anh em ạ. Như vậy là có 1 điểm màn dọc ư. 2 cộng 1 bằng 3, 3 là lẻ, ánh lẻ à. Ok, cứ bảo có lẻ đi anh em. Khả năng là nốt tay này mà không bú nữa mình nghỉ anh em ạ. Ăn một mờ nó cũng được rồi, đéo cần ăn nhiều anh em. Đấy. Quan trọng gì đâu, miễn là có lãi là được đúng không? Đủ má là thứ tử anh em. Như vậy là cầu nó đi theo một cái nghịch. À, đi theo tỷ lệ nghịch anh em ạ. Nghĩa là sao? Chẵn ra lẻ ra chẵn á. Đấy, kết quả công thức của mình chẵn ra lẻ ra chẵn á. Nên là anh em nào áp dụng công thức thì nên soi xem là cầu đi như thế nào nhá. Ví dụ đi chẵn ra lẻ ra chẵn thì anh em đánh theo thôi. Đấy, nói chung là nếu mà có thời gian rảnh thì cứ soi cầu trước nha anh em. Còn bây giờ thì khả năng là mình sẽ nghỉ thôi, không chơi nữa anh em ạ. Khó á. Nếu mà là dễ chốt tí thì còn được, nhưng mà này khó quá anh em ơi. Cảm ơn anh em đã đón xem clip của mình nhá. Nếu thấy video hay thì đừng quên là bấm like giúp mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo nhá.